Cho mình hỏi này, bạn có biết là bạn là một nhà đầu tư không? Không phải ai cũng biết họ là một nhà đầu tư đâu. Chúng ta sinh ra đều được tặng một cái tài sản vô giá giống nhau. Và nếu như mà bạn biết cách sử dụng, đầu tư cái tài sản vô giá đấy để làm những cái hành động ý nghĩa, những cái hành động, những cái việc mà nó sẽ giúp xây dựng nên cái cuộc đời của các bạn, thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cách các bạn đầu tư tài sản vô giá đấy của bạn. Nói đây bạn hiểu không? Nó chính là thời gian. Thời gian chính là một cái tài sản vô giá mà ai chúng ta cũng được trao cho giống nhau. Một ngày mở mắt ra, thức dậy 24 giờ, nhắm mắt đi ngủ, hôm sau lại như vậy. Ai cũng như vậy thôi. Kể cả những người mà bạn nghĩ là họ sinh ra đã ở vạch đích rồi, họ có nhiều tiền chẳng hạn, họ có gia đình bề thế, hoặc là ngậm thìa bạc trong miệng, nhưng mà nếu họ không biết cách đầu tư và quản lý thời gian của họ để làm những việc ý nghĩa thì chưa chắc cuộc đời của họ đã viên mãn bằng các bạn. Trước hết là bạn cần phải nhận ra được bạn đang là một nhà đầu tư và bạn đang có tài sản trong tay đã. Và sau đó thì bạn cần phải biết cách tận dụng, đầu tư cái tài sản đấy đúng cách. Như thế chắc chắn là cuộc sống của bạn nó sẽ rất là năng suất và còn rất là hiệu quả và còn rất là thoải mái về mặt tinh thần nữa. Và mình đã được học về cái cách quản lý thời gian từ cách đây rất lâu rồi. Ngày đầu tiên khi mà mình mới đi làm ở cái công ty nước ngoài, cách đây 5, 6 năm hoặc 7 năm thì mình cũng không nhớ nữa, thì cái việc đầu tiên mà người ta dạy cho mình đấy là time management, có nghĩa là quản lý thời gian. Tại sao? Mình chỉ là một huấn luyện viên thôi, nhưng mà họ lại dạy mình cách quản lý thời gian. Bởi vì họ hiểu rằng ấy, là một nhân viên hiệu quả là một nhân viên mà quản lý thời gian tốt. Khi mà quản lý thời gian tốt thì cái công việc của họ sẽ rất là năng suất và họ còn có thời gian để nghỉ ngơi, để chăm sóc cho đời sống tinh thần của họ nữa. Cuộc sống mà cân bằng thì chắc chắn là cái công việc cũng sẽ hiệu quả hơn và tinh thần, đời sống nhân viên của họ cũng sẽ hạnh phúc hơn. Thế nên việc đầu tiên mà họ training cho mình ấy chính là training về time management, cách quản lý thời gian. Và rất là may mắn, mình là một con người có tính rất là nghệ sĩ, làm việc luôn luôn rất là tùy hứng. Mình mà đón được cái hứng mình làm nó sẽ rất là tốt, nhưng mà cũng có những cái ngày mà mình chẳng muốn làm gì cả. Cái đấy nhá, cái đấy là một cái điều mà nó sẽ rất là ảnh hưởng trong công việc. Thế nhưng mà mình lại biết cách quản lý thời gian từ rất sớm và mình đã quá quen với cái việc planning công việc của mình. Thế nên mình chắc chắn các bạn một điều là cái việc sắp xếp và quản lý thời gian nó chính là một cái chìa khóa để mình có thể làm được nhiều việc như thế một lúc cho đến tận ngày hôm nay. Mình làm cùng một lúc rất là nhiều vị trí luôn. Các bạn có thể tưởng tượng em fitness influencer này, là huấn luyện viên này, đúng không? Mình đi dạy, mình làm content, mình viết bài, mình quay video, rất nhiều video sản xuất liên tục trên rất nhiều các kênh mạng xã hội như thế. Xong rồi mình còn làm giám đốc, mình làm CEO và founder của một cái công ty quản lý rất nhiều thương hiệu về thể thao, ví dụ như là Inspire Boutique Fitness này, Inspire Online Coach này, Inspire Academy là học viện về fitness này, rồi Bếp Inspire làm chuỗi giao đồ ăn nhanh healthy, rồi một cái công ty truyền thông và giải trí đào tạo talent Booking KOL. Rồi ngoài ra thì mình còn làm DJ nữa, không biết các bạn đã biết chưa, nhưng mà cái năm vừa rồi thì mình dành thời gian cho cái việc học âm nhạc và bây giờ thì mình đã có thể làm DJ và bây giờ thì mình đang học thêm producer. Rồi ngoài ra nữa mình còn chăm sóc gia đình nhỏ của mình nữa, mình phải dành thời gian, tâm huyết, tâm tư, tình cảm, mình chăm sóc cho chồng, chăm sóc cho con, chăm sóc cho hai con chó thì mình mới có thể nhận lại được cái giá trị từ gia đình nhỏ của mình. Chưa hết nữa, mình còn chăm sóc đời sống tinh thần cho tất cả những cái người thân xung quanh mình. Mình quan tâm đến họ, vun vén cho họ thì mình mới nhận lại được những cái tình cảm của họ. Đấy, thì để làm được tất cả những cái việc đấy cùng một lúc trong một thời gian rất là dài như vậy thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người và hy vọng là mọi người có thể viết ra giấy ngay bây giờ, bởi vì là viết ra nó sẽ giúp cho các bạn nhớ lâu hơn. Những cái công việc hàng ngày của chúng mình ấy sẽ chia ra làm 4 nhóm A, B, C, D. Nhóm A là nhóm những cái công việc quan trọng và gấp, B là nhóm những cái công việc quan trọng nhưng không gấp, C là nhóm những công việc gấp nhưng không quan trọng, và D là không gấp, không quan trọng. Mình sẽ lý giải sâu hơn từng nhóm nhé. Nhóm A là gấp và quan trọng nhé, là những việc ví dụ như là công việc của chúng ta hàng ngày này, xếp giao deadline này, chúng mình làm những công việc đấy này, đến thời hạn là phải làm, nó gấp và nó quan trọng. Hay là việc sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như là ăn này, ngủ này, đi vệ sinh này, tắm rửa này, những cái việc đấy là đúng giờ là mình phải làm và nó quan trọng, bởi vì nếu mà không làm thì nó sẽ để lại một cái hậu quả rất là to lớn, đúng không? Các bạn cứ liệt nó ra, những cái công việc các bạn, rồi các bạn đặt một cái dấu hỏi là cái công việc này có phải làm ngay không? Nếu nó phải làm ngay có nghĩa là nó gấp. Việc này nếu mà không làm thì nó có để lại hậu quả gì to lớn không?
nó có thiệt hại nặng nề không? Và nếu mà có thì nó nằm ở nhóm công việc gấp và quan trọng. Những cái công việc ở nhóm A gấp và quan trọng là những cái việc mà các bạn cần phải ưu tiên hàng đầu trong 24 giờ của các bạn. Nếu các bạn dành thời gian cho cái nhóm A này mà nhiều và năng suất gần như là các bạn tập trung được để giải quyết hết tất cả những cái công việc trong nhóm A này đúng giờ thì bạn sẽ có một cuộc sống rất là năng suất. Mình không muốn nói là những người thành công thì như thế, bởi vì là cái định nghĩa thành công á, nó rất là xa xôi. Với người này như thế này là thành công, với người kia như thế kia là thành công. Nhưng mà mình muốn dùng từ là năng suất, tức là bạn làm được nhiều việc và bạn đạt được mục tiêu trong cuộc đời của bạn ấy. Những cái người mà họ thường là họ đạt được cái mục tiêu trong cuộc đời của họ thì họ làm việc nhiều nhất ở cái nhóm A này. Tất cả những cái việc ở nhóm A họ sẽ luôn luôn hoàn thành đúng hạn thì họ sẽ rất là productive. Tiếp theo là cái nhóm B. Nhóm B là nhóm những công việc quan trọng nhưng mà không gấp. Nó chính là việc mà lên kế hoạch, định hướng tương lai, sở thích của mình, những cái nuôi dưỡng sở thích của mình ấy, sở thích cá nhân. Ví dụ như là xem phim, hoặc như mình chẳng hạn thì là sở thích về âm nhạc, tập thể dục. Cái việc tập thể dục và chăm sóc sức khỏe nó cũng sẽ nằm ở nhóm B, tức là nó quan trọng nhưng mà nó không gấp. Nó quan trọng bởi vì nếu mà bạn không làm thì nó sẽ có hậu quả. Nếu bạn không dành thời gian trong ngày ra cho sở thích của bạn thì rõ ràng là bạn sẽ gặp vấn đề, đúng không? Nếu mà bạn chỉ làm việc ở nhóm A mà bạn không có nhóm B thì cuộc đời của bạn nó sẽ rất là mệt mỏi, rất là stress. Không ai mà chỉ làm việc ở nhóm A mà thiếu nhóm B được cả. Bạn bắt buộc phải dành thời gian cho nhóm B, nhưng mà nó không gấp, bởi vì là nếu bạn không làm ngay thì nó cũng không có vấn đề gì cả, đúng không? Việc lên kế hoạch và định hướng dài hạn cũng như là đặt mục tiêu nó nằm ở nhóm B. Đây là một việc rất là quan trọng. Có nhiều bạn thường là chỉ tập trung làm việc thôi, tức là các bạn có những cái task trong ngày, xong rồi các bạn cứ làm hết ngày này qua ngày nọ mà không có thời gian ngồi xuống để suy nghĩ về tương lai và một cái mục tiêu dài hạn. Nếu mà bạn chỉ làm, bạn làm những cái gì người khác giao cho bạn, bạn làm những cái gì mà bạn cảm thấy là nó đang gấp và bạn cứ làm theo cái deadline đấy mà bạn không có thời gian để bạn hoạch định cái kế hoạch, thì nó sẽ rút đi cái nguồn năng lượng của bạn mà nó lại không đến được đích, bởi vì là bạn chưa có một cái đích rõ ràng. Thế nên là theo mình là trong một ngày, ngoài cái thời gian dành cho nhóm A ra, các bạn cần phải có thời gian cho nhóm B. Các bạn đã có hay chưa? Nếu chưa có thì bây giờ các bạn hãy list và gạch đầu dòng ra nhé. Tiếp theo là nhóm những công việc nhóm C. Nhóm C là nhóm gấp nhưng mà không quan trọng. Theo bạn cái gì mà gấp nhưng mà không quan trọng? Nó chính là nhắn tin với bạn bè. Ví dụ có một cái tin nhắn đến, nhắn cho mình là chị Na ơi, hoặc là Na ơi chị nhớ em quá, hoặc là bọn mình video call nói chuyện được không? Ê mày ơi, gần cái khu quận 2 này có cái gì ăn ngon không? Tất cả những cái đấy nó gấp, bởi vì là tin nhắn nó đến mình cần phải trả lời ngay, đúng không? Nhưng mà nó lại không quan trọng, bởi vì nếu mà mình không làm thì nó cũng không có vấn đề gì cả. Không quan trọng ở đây không có nghĩa là những cái người đấy họ không quan trọng với mình. Nếu mà không làm thì nó cũng không có hậu quả gì to lớn cả. Khi nào mà mình có thời gian, mình ngồi xuống thì mình có thể back lại với họ sau cũng được. Tin nhắn của người yêu ấy, nó chính là thuộc cái nhóm này. Có nhiều người họ không phân biệt được cái gì là cái quan trọng và cái gì là cái không quan trọng. Ví dụ nếu bạn dành cả một ngày chỉ để chat chít và nhắn tin với bạn bè và người yêu ấy, thì bạn đã dành quá nhiều thời gian của mình cho cái nhóm C, trong khi cái nhóm A và cái nhóm B bạn lại không quan tâm. Trong khi cái nhóm A và nhóm B mới là hai cái nhóm mà nó quyết định là bạn có productive, có năng suất và có sống có mục tiêu và có đạt được mục tiêu của mình hay không. Tiếp theo là cái nhóm D. Nhóm D là nhóm không quan trọng và cũng không gấp. Theo bạn cái gì không quan trọng và không gấp? Theo mình thì nó là lướt mạng xã hội, xem những cái thông tin mà nó không liên quan đến mình và nó không giúp ích được gì cho mình cả. Thực ra thì ai trong một ngày cũng sẽ có dành thời gian cho nhóm này, kể cả mình cũng thế. Mình thi thoảng sẽ lên trên mạng, mình đọc những cái bài báo hoặc những cái thông tin liên quan đến tình hình dịch Covid hiện tại chẳng hạn, để mình nắm bắt thông tin. Nhưng mà mình sẽ không dành nhiều thời gian và sa đà vào nó. Ví dụ như là mình phải tự biết kiểm soát, mình có một tiếng nghỉ ngơi chẳng hạn, thì mình chỉ lướt xem khoảng tầm 5 phút thôi. Sau đó là mình sẽ tự mình dừng lại. Mình dừng lại, mình sẽ dành cái thời gian đấy cho cái việc ở nhóm B, có nghĩa là việc quan trọng nhưng mà không gấp. Ví dụ như là sở thích của mình sẽ đóng cái đấy lại, mình nằm mình nghe mấy cái bài nhạc, xong rồi mình hát theo, hoặc là mình chơi một cái gì đấy, hoặc là mình đọc sách hoặc là đọc truyện. Tức là những cái đấy nó là cái món ăn tinh thần, nó sẽ bồi bổ cho cái tâm hồn của mình. Còn mình không nên sa đà và dành nhiều thời gian trong ngày của mình. Là cái nhóm mà nó tiêu hao năng lượng vô bổ, không cần thiết. Nếu không làm cũng không sao và cũng chẳng gấp luôn, vì chẳng ai bắt bạn làm cả. Vậy bạn thì sao? Hiện tại thì bạn đang dành bao nhiêu thời gian trong ngày của bạn cho nhóm A, nhóm B, nhóm C và nhóm D? Nó sẽ quyết định cuộc sống của bạn đấy. Có thể là ngày hôm nay
bạn nằm, bạn không thấy có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng mà 3 tháng bạn nằm, 6 tháng bạn nằm, 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, nếu mà bạn không tận dụng cái tài sản thời gian vô giá của bạn cho những cái nhóm A, nhóm B mà cứ để nó chạy ở nhóm C, nhóm D, thì đến lúc đấy bạn sẽ cảm thấy bạn dừng ở một điểm ấy, bạn không có sự tiến lên ấy, nó chỉ dừng lại và đôi khi nó bị chậm lại so với bạn bè và những người xung quanh. Một người mà có khả năng quản lý thời gian tốt chính là người mà biết cân bằng công việc của 4 nhóm A, B, C, D, làm cả 4 nhóm nhưng mình dành nhiều thời gian cho nhóm A, nhóm B, một chút thời gian cho nhóm C và chỉ một tí thời gian cho nhóm D mà thôi. Và làm thế nào để mình luôn luôn cân bằng giữa A, B, C, D, không bị làm việc quá nhiều, cả ngày chỉ làm việc mà không có thời gian để chat chít với bạn bè, như thế thì mình sẽ chết già và kiệt sức mất. Nhưng mà nếu mình chỉ tập trung ở nhóm C, nhóm D thì cuộc sống không biết nó sẽ trôi về đâu luôn. Các bạn đã bao giờ có cái cảm giác là ôi, một ngày tôi có quá nhiều việc cần phải làm, tôi cuống hết lên, lộn xộn hết cả lên, đang làm việc này thì đầu óc nó cứ mải nghĩ về cái chuyện khác, thế thành ra là kiểu cái tinh thần nó cứ bị mất tập trung ấy. Xong rồi cùng cả một ngày dài trôi qua, mình có 10 việc mà mình chỉ làm được có 3-4 việc thôi, chán thôi là chán. Để giải quyết được cái tình trạng này thì chúng ta cần phải thay đổi multitasking thành single tasking, có nghĩa là mình chỉ làm một việc một lúc thôi các bạn. Não bộ của chúng ta nó sinh ra nó được thiết kế là chỉ làm một việc một lúc thôi. Nếu như mà mình cứ thích làm nhiều việc một lúc ấy thì lâu dần các bạn sẽ cảm thấy cái khả năng tập trung của mình nó giảm sút rất là nhiều. Mình nghĩ là nhiều bạn đã biết cái thông tin này rồi, nhưng mà không phải ai cũng chịu khó luyện tập để thay đổi nó ấy. Cái cách duy nhất để các bạn luyện tập nhá là khi các bạn bắt đầu vào làm một cái việc gì ấy, các bạn hãy gạt hết tất cả những việc còn lại đi. Ví dụ các bạn ăn cơm thì các bạn hãy để hẳn điện thoại ra xa khỏi bản thân mình. Và khi mà các bạn làm việc thì các bạn chỉ để một cái cửa sổ thôi, tất cả những cái tab còn lại ấy, các bạn tắt hết đi, tắt hết luôn. Phải thật là tập trung. Và trước khi làm một cái việc gì nhá, hoặc là chuẩn bị làm, các bạn hít vào, các bạn thở ra. Thì khi mà hít sâu và thở ra, nó gọi là cái hơi thở chánh niệm, tức là nó sẽ thu hút lại cái sự tập trung của bạn. Nó đang phân chia tứ phía này, tự nhiên nó sẽ thu hút sự tập trung vào đúng một điểm ở bên trong cơ thể của mình. Hít vào, thở ra, nhìn thẳng vào cái task mà mình đang làm, và sau đó thì mình sẽ chỉ làm cái việc đấy thôi. Nếu các bạn mà luyện tập được cái việc này thì cái công việc của các bạn nó sẽ năng suất hơn rất là nhiều. Bạn sẽ cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm và thoải mái hơn về mặt tinh thần. Đừng để cho mình trở thành một người bị tâm thần, giống như kiểu mình cứ bị rối loạn, mình cứ lúc nào đầu óc mình nó cũng như là trên mây ấy. Xong rồi là người ta nói chuyện gì với mình cũng cứ ngơ ra. Tại vì thật ra tâm trí mình đâu có đang ở đây đâu. Nếu mình nói chuyện với ai thì mình hãy thực sự là lắng nghe người đấy, hoặc là đang nghĩ về bất cứ thứ gì khác. Bây giờ mọi người đã biết phân chia tất cả những công việc của mình hàng ngày ra làm 4 nhóm rồi. Nhưng để các bạn có thể đạt được gọi là mục tiêu của các bạn thì đầu tiên các bạn cần phải có mục tiêu và biết cách lập kế hoạch để đạt được mục tiêu đấy. Mọi thứ nó sẽ chỉ là ước mơ thôi. Con người ai sợ có ước mơ hết, không ai đánh thuế ước mơ cả. Nhưng mà không phải ai người ta cũng đạt được ước mơ của họ. Các bạn có công nhận không? Đầu tiên ấy, cái mục tiêu mà mình cần xác định trong cái cuộc sống của mình, nó là thứ quan trọng nhất. Các bạn nên dành thời gian một ngày ra để nghĩ về làm ở cái nhóm B. Nhóm B là cái nhóm hoạch định và sống có mục tiêu ấy. Đặt ra mục tiêu của mình và nghĩ về cái điều đấy. Và cái mục tiêu của các bạn hiện tại đang là gì? Nó cần phải là một cái mục tiêu cụ thể và có thể đạt được. Nó phải khả thi các bạn. Ví dụ như là hay mình cứ mơ ước là mình có con Porsche, một con xe 4-5 tỷ đấy, hay Lamborghini, hay là ước mơ là có một bạn trai cơ bắp, cao to, lực lượng, lại còn thông minh, nhà giàu chẳng hạn. Đấy, đúng là ước mơ, nhưng mà nó khó để có thể thực hiện được, bởi vì thực ra là chúng ta không thể kiểm soát được điều đấy. Cái mục tiêu của các bạn nên là một cái mục tiêu gì đấy mà bạn hoàn toàn có thể làm được trong một khoảng thời gian ngắn vừa đủ. Ví dụ như là từ 3 tháng đến 6 tháng. Các bạn không nên đặt một cái mục tiêu cho hẳn 1 năm. Đôi khi thì mình với chồng mình cũng có những cái mục tiêu 3 năm, mục tiêu 5 năm. Nó là những cái mục tiêu lớn của bọn mình. Với cá nhân mình thôi thì thường là mình sẽ luôn luôn đặt mục tiêu cho mình trong khoảng từ 3 đến 6 tháng. Mình là người sống rất có mục tiêu, nhưng mình không bao giờ đặt mục tiêu dài hạn. Mình cảm thấy là những cái mục tiêu 1 năm ấy, nó sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều những cái yếu tố khách quan khác mà mình không thể kiểm soát được. Ví dụ như là đại dịch Covid chẳng hạn. Bây giờ mà bạn đặt mục tiêu 1 năm xong ập một cái đại dịch tới, xã hội thay đổi, lúc đấy làm sao mà bạn có thể chạy theo mục tiêu của mình nữa. Nhưng nếu bạn đặt mục tiêu 3 tháng, mình nghĩ là bạn hoàn toàn có thể làm được. Ví dụ như những mục tiêu của mình nó rất là đơn giản.
trong vòng 3 tháng nữa mình sẽ biết cách mass up một bài nhạc. Trong vòng 3 tháng nữa, một tuần mình sẽ up đều đặn 6 cái video trên YouTube. Đấy, tất cả những mục tiêu đấy mình có thể làm được đúng không? Trong vòng 6 tháng nữa, mình cần phải giữ cho cuộc sống của mình cân bằng, lên kế hoạch và bám sát tất cả những cái task đấy để cái tâm lý của mình nó ổn định và hiệu quả công việc của mình nó ổn định hơn. Nó có dễ không? Hoàn toàn có thể làm được. Vậy thì đấy chính là cái mục tiêu. Mỗi ngày vào buổi sáng ấy, là cái lúc mà chúng ta có nhiều năng lượng và tinh thần của chúng ta tỉnh táo nhất. Thì mình nghĩ bạn nên dành cái khoảng thời gian ngay khi vừa ngủ dậy, 30 phút vàng trong một ngày của các bạn, để các bạn nghĩ về mục tiêu và hoạch định kế hoạch. Vì cái lúc đấy các bạn cực kỳ thông minh, não của các bạn nó rất là sáng suốt, và bạn sẽ không bị ảnh hưởng bất cứ những cái thông tin gì từ xã hội. Vì bạn vừa ngủ dậy xong, cái não của bạn nó thuần khiết, nó trong suốt luôn. Lúc đấy bạn thông minh cực kỳ. Mình thường dành 30 phút khi mới ngủ dậy để thiền và suy nghĩ. Và mình rất thích mà vừa ngủ dậy mình nói chuyện với chồng ấy. Vì cái lúc đấy hai người nằm thủ thỉ nói chuyện với nhau ấy, kiểu nói được nhiều chuyện lắm. Còn buổi tối khi mà lên giường lúc đấy mệt rồi, bọn mình chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Bọn mình chẳng muốn nói những cái câu chuyện nó vĩ đại, nó xa xôi. Nhưng mà đấy, nếu bạn có chồng, bạn hãy thử mở mắt ra và nói những cái chuyện đấy với chồng vào buổi sáng. Hai người rất là open luôn. Rồi sau khi mình có mục tiêu thì làm thế nào để mình có thể lên được kế hoạch và đạt được mục tiêu đấy? Trời ơi, nhiều, mình gặp rất nhiều bạn có rất nhiều ước mơ. Em muốn làm cái này, em muốn làm cái kia nhưng không bao giờ thực hiện được nó, bởi vì các bạn còn không chịu ngồi xuống để viết ra một cái kế hoạch để làm cái điều đấy. Và con người ta ấy, hơn nhau đạt được mục tiêu hay không, nó chính là ở việc là bạn có planning tốt hay không. Bạn phải lên kế hoạch từng bước để bạn đạt được cái điều đấy. Mục tiêu của các bạn là trong vòng 3 tháng giảm được 3 cân chẳng hạn, nghe khả thi đúng không? Nếu mà giảm 10 cân thì là mục tiêu đấy không thể làm được, nhưng 3 cân là một mục tiêu có thể khả thi. Thì các bạn cần phải ngồi xuống và các bạn viết ra là vậy thì làm thế nào để mình đạt được mục tiêu đấy. Ví dụ 5 ngày một tuần thì bạn sẽ tập những cái gì, chế độ ăn của bạn sẽ như nào. Đấy gọi là cái planning ấy. Xong rồi bạn bám sát cái planning, bạn theo cái kế hoạch đấy. Thế là từng bước bạn sẽ đạt được mục tiêu thôi. Nhiều bạn ấy cứ kiểu thích thôi, xong rồi là làm theo hứng. Xong rồi lúc đấy bạn hứng lên thì bạn làm, xong rồi đến lúc bạn hết hứng thì bạn chẳng làm nữa. Vậy thì nếu mà bạn không có cái kế hoạch để bạn bám theo ấy, nó sẽ không bao giờ đưa bạn tới được vạch đích của bạn. Mình chắc chắn điều đấy luôn. Bởi vì mình là một người sống rất cảm hứng, mình làm việc theo cảm hứng. Và cái phần lên kế hoạch chính là cái để giúp mình có được ngày hôm nay. Nếu không có cái điều đấy, chắc chắn không bao giờ mình có thể làm việc đều đặn được như vậy. Bởi vì có những cái ngày ấy, mình rất là tụt mút, mình không có hứng để làm cái gì cả, nhưng mình đã viết nó lên trên lịch của mình rồi. Và thế là mình làm. Cái kế hoạch nó chính là cái đưa mình đến được ngày hôm nay, và nó giúp cho mình làm kênh YouTube rất là đều đặn. Thì mình có một cái ứng dụng rất hay, đấy là Google Lịch. Mình dùng nó từ cái ngày mà mình mới đi làm ấy. Mình sẽ lên kế hoạch làm việc trong một tuần của mình. Cứ bắt đầu vào thứ hai là mình sẽ ngồi xuống, và việc đầu tiên là mình plan trong tuần này mình sẽ làm những cái gì, bao nhiêu việc. Nó là cái công việc ở nhóm A, mình sẽ bôi nó màu đỏ. Công việc ở nhóm B, mình sẽ bôi nó màu cam. Công việc ở nhóm C, nhóm D thì mình sẽ không cho vào trong lịch, đúng không? Và mình sẽ phải làm thế nào để mình theo được hết tất cả những cái công việc ở nhóm A và nhóm B đấy. Mình hoàn thành hết nó rồi thì thời gian rảnh còn lại trong ngày sẽ là dành cho nhóm C và nhóm D. Đơn giản thế thôi. Cái Google Lịch này ấy, mình dùng được cả trên máy tính và trên điện thoại. Nó có cả ở trên đồng hồ mình luôn. Sáng nào mình mở mắt ra, mình cũng sẽ nhìn thấy là việc tiếp theo của mình là gì. Các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ hiện lên ngay ở đây. Và cái điều đấy làm cho mình cảm thấy mình có thể sống được rất là cảm hứng, nhưng mình cũng không bao giờ bị chật đường ray. Và các bạn nhớ là cái việc lên lịch ấy, nó cũng cần phải khả thi một chút. Ví dụ như là mình sẽ chỉ sắp xếp khoảng tầm 3 đến 4 cái công việc quan trọng là mình cần phải làm, chứ mình không nhồi theo kiểu là sát nhau. Ngày xưa thì cũng có những cái khoảng thời gian mà mình còn trẻ, mình làm việc rất là giỏi, rất là chăm. Mình có thể làm việc nào liên tiếp nhau, cách nó chỉ kiểu 5 phút, 10 phút để nghỉ thôi ấy. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ không làm như thế nữa. Mình cần dành thời gian nhiều hơn để tận hưởng cuộc sống. Video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng là qua tất cả những cái điều mà mình vừa nói trong video thì các bạn đã rút ra được một cái kinh nghiệm nào đấy để ứng dụng cho bản thân. Và nếu các bạn thích những cái video kiểu như này thì đừng quên like và share cho mình nha. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Bye.